Dạ em xin chào các sếp ạ. Và trước tiên em mời các sếp thử sản phẩm của tụi em trước ạ, bởi vì staff của em chuyên về sản phẩm ạ. Dạ. Quá trời rồi em. Nhiều thế. Tôi không cần sản phẩm. Dạ, số lượng món này chỉ là rất nhỏ so với tổng sản phẩm của em thôi, cho nên để mang sản phẩm được đến đây rất là khó cho em, bởi vì đi một đường rất là dài và cái sự tan đá và sự biến đổi vị của sản phẩm nó làm cho em cực kỳ đau đầu luôn. Em từ đâu tới đây? Dạ em từ bên Bình Tân chạy qua đây. À, sao? Và cho tới bây giờ thì em đang là CEO và founder của Let's Milk Coffee and Tea. Hiện tại em đang đào tạo pha chế, nghiên cứu sản phẩm và em cung ứng những sản phẩm trà và cà phê. Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng ạ. Và em tới đây để kêu gọi sự đầu tư cho một thương hiệu mới sắp ra mắt trên thị trường. Một thương hiệu nước mới của em có tên là Nectar Coffee & Tea. Em kêu gọi 5 tỷ cho 25% cổ phần. Cổ đông hiện tại của em có bao nhiêu người? Tức là sáng lập ấy. Dạ, hiện tại em đang là công ty cổ phần. Hiện tại có em, bạn em và mẹ của em. Em chiếm 90%. Dạ, hiện tại em thương hiệu mới của em là chưa có quán nào hết. Em đang kêu gọi phần đầu tiên. Sao đó được? Sao đó được? Thế vốn chủ của bạn có bao nhiêu? Dạ, Sáng Hưng hỏi gì ạ? À, vốn chủ bạn đã góp được bao nhiêu rồi? Dạ, hiện tại vốn thực tế em góp vào là tầm 130 triệu để em mua mấy pha cà phê. Cuối năm nay em vào 2 tỷ. Thế thì bạn phải vào 2 tỷ trước đi rồi may ra thì mới kêu gọi được chứ này. Thế thì bạn lên đây thì bạn là sao? Bạn này không bắt dùng thương hiệu tay, của khác để quảng sắc. Cáo cho bạn. Dùng mỡ sắc để giám sát. Dạ không phải, thì thực sự là em muốn mở thương hiệu mới của em mà. Nhưng không, nhưng mà 5 tỷ cho 25%. Trong khi dạ, bạn bỏ rồi. Ra có 130 triệu. Tiến. Dạ. I'm Eric. Right. Starbucks CEO is yes. One of my very good friends. Starbucks has 80 stores now in Vietnam. You have one. I also, one of my advisors is Anh Huan, Seedcom. Seedcom invested in Coffee House. And lastly, my last failure, the first guy who bring me out to lunch to say it's okay, was David Tai for Highlands Coffee. You claim you're better than all three. Yeah. The best. Từ trước tới giờ em có một tài năng rất là lạ. Em đi ra ngoài á, em thấy quán cà phê nào em nhìn em nói nó quán nó đóng cửa trước sau gì quán nó cũng đóng cửa. Anh nghĩ là cái tài năng đấy, anh nghĩ là cái tài năng đấy ở đây có rất nhiều sếp cũng nhìn thấy, đang nhìn thấy ở em. Chị. Chị à? Ok. Cảnh sát môi trường. Cảnh sát môi trường. Môi trường đầu tư. Môi trường khởi nghiệp. Thực ra thì em thấy không có mình chị. Cười bí đẹp. Xin lỗi em bởi vì Công nhận là hôm nay vở kịch của em nó xàm xí. Vừa buồn cười vừa thấy là em phải thông cảm thế này là bây giờ nó chuẩn bị đến giờ giới nghiêm. Thực ra là Tiến, tôi nhìn thấy tài năng của em, nhưng mà chỉ vì một cái điều là em quá tự tin ấy, lên đây gọi vốn quá sớm. Chính vì điều đấy tôi nhìn thấy em có tài năng nhưng mà tôi thấy em chưa nghiêm túc. Cho nên vì thế thì nhiều cái các sát đã nói rồi và có những cái chúng tôi đang hiểu ngầm nhau, chúng tôi cười. Rất là sorry em, nhưng mà đó, tôi thì rất là nghiêm túc. Bất cứ làm bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ nhất,
tôi cũng rất là nghiêm túc. Cho nên vì thế tôi không thể đồng hành với em được. Dạ, em cảm ơn các sếp rất là nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn. Ừ, cảm ơn em rất nhiều vì mấy ly nước nha. Anh cảm ơn. Dạ. Rất ngon. Đang nói là đang cười, tôi bị nhịn cười. Đại nhớ năm ngoái. Nhớ năm ngoái cũng cười. Năm ngoái có cái vụ bắt lỗi. Vụ bắt lỗi từ khóa. Chốt rồi. Chốt là từ ok. Ngáo ngôn. Mày ngáo tiền chứ là ngáo ngôn. Là cái gì nhỉ?